Xin chào ngày thứ 17 trên hành trình sinh tồn 30 ngày tới gặp MrBeast. Ryan hiện đã tới thành phố quê nhà là Austin, Texas, Hoa Kỳ. Tối hôm qua, Ryan đã bị MrBeast donate 50.000 đô la và số tiền kiếm được của Ryan đã bị reset về một xu. Hôm nay, Ryan đã nhận được một công việc mới là bảo mẫu trông chó, dắt chó đi dạo. Mới sáng sớm 5:30 đã phải dậy vệ sinh cá nhân rồi đi đón chó. Nó có tên là Toro, 4 tuổi, giới tính đực. Và ứng dụng trông chó này thật sự thú vị khi biết được cả thông tin khá cụ thể, thậm chí là từng sở thích của nó khi đang đi bộ. Em nó hay đuổi các con vật khác nhỏ hơn, thường là thích cắn ăn linh tinh. Dẫn nó đi hay là nó dẫn mình đi thì không biết, lang thang thích đi đâu thì đi. Lại còn được thưởng đồ ăn vặt, nhất chó nhà, mày còn sớm hơn cả tao rồi. Toro đứng dậy đi nào, đừng có lười nữa, hôm nay mới chỉ là thứ hai thôi. Mà quên chưa khỏe, dắt chó đi dạo như trông trẻ thu về 19,45 đô la. Và thế là có tiền cho bữa sáng, thậm chí còn dư. Xe đạp vẫn còn chưa bị hack, order ngay một suất bánh mì kẹp thịt và trứng phô mai cùng một ly cà phê đá vani loại lớn. Hết có 3,1 đô la thôi, quá rẻ so với số tiền dắt chó đi dạo. Kiếm chỗ ngồi ăn cho thoáng lấy view, đây là một tầng đá sẽ được lên view nổi tiếng. Bên phải của tôi là bánh mì kẹp sandwich nhân vừa kể. Bên phải là cà phê, mua được với giá siêu rẻ. Với tôi ngày hôm nay, việc bị reset tiền chưa ảnh hưởng tới tôi đáng là bao nhiêu. Đủ, nhìn này, nhân chứng hai lớp gặp lại cứ như được double topping. Nhân tiện nhắc luôn vụ vé máy bay, nếu bay thẳng tới thành phố tiếp theo của MrBeast thì giá quá cao, nên ta sẽ phải mua vé máy bay tới thành phố gần đây trước khoảng 130 đô. Lúc này Toro phải nằm bên dưới để chờ tôi ăn xong, các bạn thì cũng phải chờ tôi ăn xong, rồi tôi sẽ chia sẻ kế hoạch tiếp theo. Và đây là kế hoạch dành cho ngày thứ 17, sáng sớm vừa dậy lúc 5:30, vừa khỏe cả người, vừa dắt chó đi dạo vừa kiếm được tiền. Đây sẽ là kế hoạch tốt áp dụng cho các ngày còn lại. Còn thứ hai là cái tên MrBeast lại cảnh báo sẽ donate tiền tiếp để tôi tiếp tục về một xu tầm 2 đến 5 ngày nữa tính ở thời điểm này. Nên ta cần phải cấp tốc giao hàng kiếm tiền mục tiêu là 95 đô. Bước 2 là phải cân bằng giữa làm và nghỉ ngơi vì ở thành phố này nóng chảy mỡ tới 106 độ F. Và cuối cùng là chi 5 đô tiền vé vào thiên đường vui chơi này, tôi sẽ thể hiện tài kinh doanh kiếm tiền của mình ở đó. Và cuối cùng là ta phải lên kế hoạch để bảo vệ được số tiền khỏi việc bị reset, không thể dừng lại là chỉ ở việc mua thẻ quà tặng rồi đổi đồ ăn được. Tạm thời là vậy, giờ thì đi giao hàng thôi. Bạn xem thì mượt như vậy thôi, chứ thường thì tôi phải quay lại lấy camera. Đơn đầu cửa hàng tông hồng nam tính nhỉ. Xong một đơn đầu tiên cho chỉ tiêu ở góc dưới bên phải là 1/30 đơn. Dậy sớm quả thật là có ích vì ta có thể tranh thủ làm được rất nhiều việc. Chỉ là mệt vì nóng và đạp xe thì lên dốc xa quá. Xong đơn 3/30, 4/30 và cả 5/30. Thực sự tới đơn số 6 và số 7 này bắt đầu bị kiệt sức. Cũng tranh một phần tại cái địa hình ở thành phố này, ở đây cứ đổi dốc dốc. Xong đơn thứ 7/30, ở đây nóng thực sự nóng như một cái lò vậy. Hy vọng giao xong 30 đơn, ta để ra được 95 đô la chỉ tiêu. Cứ như thế này thì người quắt queo như ông già trung niên 50 tuổi. Sau một hồi phân vân tự hỏi rồi tự trả lời, nên uống nước lọc hay mua sứ mồm, uống nước ngọt có gà hoặc sữa hay là nhịn. Rồi đứng ở đây là tự hiểu rồi đấy, order 2,8 đô la tiền nước. Uống hụm nào vào là đầu cứ như sục khí pha đấy, nhấp hụm ngắt nghỉ khi khát là cách uống tốt nhất. Và nó là đầy buffet nước. Nước mix như bartender, 20% nước chanh, 40% và 40% nước quýt các kiểu. Ra công thức mới, uống no cả nước. Các bạn biết không, tôi dậy từ 5:30 sáng và làm như trâu tới giờ là 2 giờ chiều. Thường thì mùa hè này người ta thường đi ăn chơi nghỉ mát, hoặc là ở lì nhà như một số các bạn đang xem. Thế nên tôi đã ở đây, một con suối nhân tạo nhất ở Austin. 5 vé đô la để vào, hiện đang nóng 100 độ F nên phải tắm cái đã. Và cameraman cũng không thể chịu được mà phải xuống, không là thèm chết. Tranh thủ phơi nắng tiếp, dân da trắng đúng ảo thật, nóng chết chai mà vẫn phơi được. MrBeast nhìn tôi này, có ngờ là một xu mà sống sướng được như tôi không? À khỏi cần kinh doanh nha, cậu ta về rồi, về nhà nha. Mà nhà ở đây là McDonald's tiếp, quên làm sao được ăn tối. Cho tôi 3 phần bánh McDonald's chicken không xà lách, mang ra công viên ăn. Ta đã nhảy thẳng một cảnh tới nơi, bánh không có rau nhìn khô thật đấy. 23 năm không ăn rau kể cũng tài. Tính ra hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở con số 57,6 đô la. Nhưng để tiền không sẽ bị phí phạm, nên tôi có một kế hoạch kinh doanh cho ngày mai. Ta sẽ thuê một chiếc máy cắt cỏ với giá 31 đô la một ngày. Đắt sốc nên tôi nghĩ mua luôn một chiếc với giá 70 đô la cho rồi. Vì sau khi kiếm tiền xong, ta có thể bán lại nó với giá ít nhất 30 đô la. Chốt làm vòng các kiểu, cuối cùng là thuê luôn một chiếc để xài vào sáng ngày mai cho chắc. Không là đêm nay sẽ bị reset tiền thì kế hoạch chỉ nằm ở trên môi thôi. Mai chắc là phải kéo cái máy cắt cỏ tới gõ cửa từng nhà và rồi đề nghị cắt cỏ với giá 20 đô la. Ăn xong rồi, tôi đố các bạn là tôi phải đi đâu đây? Chính là về với phòng thể hình tập gym. Họ vẫn còn cho sử dụng miễn phí với thành viên đầu tiên, tôi gì mà không xài. Ở đây kỹ càng tới mức có nước súc miệng, máy sấy tóc và các kiểu quá đầy đủ. Và thế là kết thúc một ngày trên chiếc võng ở công viên. Chia sẻ một chút rằng là thời tiết ở đây hơi lạ, ban ngày nóng bao nhiêu thì tối lạnh thấy bà nội bấy nhiêu. Check donate, Ryan phản ứng hơi sốc. Vì giờ đây ta đã có top 1 donate mới.
quyên góp tới 100.111 đô la. Thật là tuyệt vời, Dr. Mike. Cảm ơn Dr. Mike. Chính vì nhờ những sự hào phóng này mà góp sức tạo lên một tương lai tốt đẹp, là cảm hứng để tôi tiếp tục hành trình này. Còn giờ thì chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Chào buổi sáng ngày thứ 18, đánh răng, lăn nách. Sáng nay ta vẫn còn được 26,32 đô la. Đêm qua thuê máy cắt cỏ rồi, nhưng 8 rưỡi mới mở cửa để lấy. Kế hoạch hôm nay là kiếm lên được 150 đô la, không nói nhiều. Đầu tiên cứ phải là một chút cà và chỗ phê. Sáng ra ăn hết 7,5 đô la tiền ăn sáng, định mua mỗi ly cà phê thôi IGA mua cả đồ ăn, cười trừ. Nói vậy chứ tôi nghĩ cắt cỏ cần phải nhiều năng lượng nên không thể bỏ bữa sáng này được. Hút một cái, phê gật đầu rất thuyết phục. Bánh kẹp vẫn không có rau xà lách, không cà chua, không cả sốt mayo. Và cả cái bánh khoai tây này nữa, lần nào ăn cũng cắn rất dè nhé. Lần nào ăn món này cũng vậy. Tôi, thằng Thuyết Minh xin hứa sẽ vào McDonald's ở Hà Nội vào 1-2 ngày tới, mua mấy món này để review ăn thử cho các ông xem. Đặc biệt là cái cốc cà phê đá vani này, món đồ như chất gây nghiện của Ryan. Xem nó ngon dở như thế nào mà nghiền dữ vậy. Video sẽ được đăng trên kênh Chồng Cao Reaction, tôi thề với các ông đấy. Nice. Máy cắt cỏ đã nhận được, bắt đầu đẩy nó đi khắp nơi ở khu dân cư. Cảnh này đã bị một pha nhận ra và ghi hình trông khổ như cửa hó vậy. Gõ cửa nhà đầu tiên mời chào sử dụng dịch vụ, đi vắng không có ai ở nhà. Nhà thứ hai cũng vậy, lại có bị chó sủa inh ỏi. Thế còn tới nhà thứ ba thì sao? Tí thì lăn xuống đường. Rồi xong, vừa hỏi anh ta đã bảo say no. Tiếp tục như vậy cho tới 12 nhà nữa. Nhà thứ 13, thành công, ta đã có vị khách đầu tiên. Trông vậy mà nhìn cũng ổn đấy, tưởng không có tay nghề hậu đậu cơ. Đẩy tới đẩy lui nhìn chung cũng được dù hơi nhạm nhở. Về mặt cơ bản, tôi vẫn được thanh toán tiền và mời một chai nước. Nhổ nốt bằng tay mấy cái chỗ lởm chởm vì sát viền bờ rào không cắt được. Xong tiền trao cho mốc còn được tip vé số cào. Cameraman cũng được cho tiền, 2,5 đô, hiếm có trong hành trình này của Ryan. Ta tiếp tục đi chào hàng với các nhà khác nhưng liên tục bị thất bại. Suốt một tiếng đồng hồ không có khách, Ryan quyết định bỏ cuộc. Còn tờ vé số các bạn đang thắc mắc có trúng hay không á? Rất tiếc trong cái rủi lại có cái xui. Cả hai tờ đều không trúng dù chỉ một đồng. Tổng là ta đã mất 4 tiếng buổi sáng đồng hồ ngày hôm nay rồi. Và đây là một vụ đầu tư không có lời, nói thẳng ra là lỗ. Thực lòng tôi đã gõ cửa tới cả 100 nhà, đẩy cái cuộn nợ này chết mệt đi theo. Ngày thứ 18 này tính ra thật khắc nghiệt. Đành phải ngậm ngùi trả nó sớm hơn cả kế hoạch. A few moments later. Quán quen thuộc của chúng ta này, nơi bù đắp lại những giọt mồ hôi. Mix nước theo cốc thứ tự như sau: 20% nước chanh, 40% Sprite và 40% nước quýt. Hoàn hảo, phải nói là rất tươi. Và tối hôm nay tôi phải chia sẻ thật, có vẻ như cái app khảo sát này nó rất tin tưởng tôi. Với những gì tôi đã trải nghiệm và đánh giá trên đó, nó trả về tới 20 đô. Dù biết rõ là thông tin dữ liệu sẽ bị bán lên thị trường chợ đen, mà kệ, kệ thôi biết sao giờ. Và máy cắt cỏ thuê kia ta đã được hoàn phí 6 đô la. Tôi nghĩ có thể là vì ta đã trả họ sớm hơn thay vì 24 giờ như trên app. Còn giờ thì tận hưởng nốt cái cốc nước mát lạnh, sau đó đi giao hàng cho lành. Hy vọng kiếm được 100 đô la tới cuối ngày, tiếp tục tích cóp vào kế hoạch 30 chuyến đi. Mới xong đơn đầu tiên đã đổ mồ hôi kèm mặt cháy nắng thấy rõ. Khổ thân, chưa già râu đã bạc rồi, nhuộm râu từ trong gen ngấm cả vào máu. Đơn thứ 9 và thứ 10 hoàn tất. Vậy là ta đã đạt được 1/3 kế hoạch nhiệm vụ của app. Tôi sẽ hạn chế nó hơn để giữ sức giao cho xong. A few moments later. Thôi oải quá rồi, các bạn có biết không? 2 tiếng đồng hồ giao được có 4 đơn. Vậy bài học ở đây là gì? Là đừng dại mà xem thường những người lao động, cực lắm. Thà đi trông trẻ, dắt chó đi dạo còn sướng hơn. Nhân tiện ta vừa được hoàn tiền phí xăng cho tài xế, thật là mỉa mai động viên với một shipper giao hàng là xe đạp như tôi. Còn đó là người đồng hành cùng tôi, có tên Jupiter, tạm dịch là sao mộc. Tôi sẽ dắt em chó sao mộc này đi dạo trong 30 phút, phải trông nó cho nó đi tẻ. Chủ của nó bảo phải dắt dây thấp luôn con nách, không là nó sẽ phi như thiêu thần. Sau một lúc chạy theo nó, tôi bắt đầu mệt thở hơn cả chó. Đoạn này trông có vẻ muốn kết bạn với mấy con gà này. Nó còn muốn rình táp cả mấy con sao cờ. Dắt như vậy hết 30 phút rồi là đi thả nó. Tôi đố các bạn biết được bao nhiêu tiền đây? 13 đô la tiền công và 6 đô la tiền tip. Đó đúng là một khoản hậu hĩnh. Bởi vì đi bộ xả stress, mặc dù nói chuyện với nó không trả lời mình được. Thế là giờ đây ta đã có hơn 100 đô la, rất gần với giá của chiếc vé máy bay rồi. Còn bây giờ thì đi ăn tối, kế hoạch là mua mang ra công viên ăn. Tính ra là Ryan đã tới quán này tới 8 lần trong ngày hôm nay rồi. Xem tới đây tôi, thằng Thúy Minh bắt đầu lên mạng tìm cửa hàng này ở Hà Nội, hoặc ít nhất là quán sẽ bán món này để review về chung luôn một thể. Các bạn, đường ra công viên hôm nay rất đông, và người thì còn đông hơn, sắp phủ kín mất cả thảm cỏ xanh. Nếu qua đêm nay mà tiền được bảo toàn là ta có thể kiếm đủ cho vé máy bay vào ngày mai. Nhân tiện ra quán sớm, ta thử đi phỏng vấn dân ở đây để xem họ nghĩ gì về Mr. Beast. Tóm ngay được một nhóm bạn các thanh niên trẻ, hỏi luôn. Thì cô này hỏi ngược lại, tối nay ta sẽ được gặp Mr. Beast để quay thử thách hả? Cô này thì hỏi Mr. Beast là ai? Chúng tôi sẽ được lên TV cơ à? Một thanh niên duy nhất đã khoe xem được Mr. Beast 4 năm nay rồi.
Cô áo cam thì nói không tin MrBeast trước giờ cho tiền là sự thật. Họ đặt ra nghi vấn số tiền đó từ đâu ra cơ chứ. Áo thật đấy. Phải hỏi người khác có kiến thức hơn xem nào. Tôi nghĩ MrBeast là người ga lăng. Cơ mà quay cái này làm gì đấy? Đây rồi, vừa được hai cô này hơi lùn nên phải quay góc xa ra cho vừa khung hình. Hai bạn đang nghĩ gì ngay bây giờ vậy? Khát nước. Tốt, very good. Ở đây là Brandon và Patrick cho hỏi: rau bông cải xanh hay măng tây cái nào tệ nhất? Bông cải nha, măng tây tệ cả hai. Còn anh chàng ngốc nghếch này, hãy gửi lời tới MrBeast bằng một từ: hào phóng. Vậy thì một câu dài hơn thì sao? Super hào phóng. Chỉ biết nói thế thôi chứ cười trừ. Tin tốt là tối hôm nay không bị reset tiền. Còn bây giờ thì ta sẽ đi ngủ. Đừng ai để ý đến nách tôi vì nó còn thưa hơn cả dầu dưới cằm. Mai ta sẽ mua được vé máy bay. Tạm biệt. Xin chào ngày thứ 19. Lại là một buổi sáng nữa tại thành phố Austin, Texas, Hoa Kỳ. Vệ sinh cá nhân cùng một ly cà phê thôi nào. Hôm nay tôi sẽ tiết kiệm chỉ uống một ly cà phê, rồi đi hành nghề dắt chó đi dạo tiếp. Tôi nhận được 3 slot dắt chó vào sáng ngày hôm nay, nên hôm nay sẽ là một ngày tràn đầy niềm vui với 3 người bạn mới, 3 tính cách khác nhau. Tôi đã trên đường nhận trông slot đầu tiên. Nhân tiện góc này mọi người có thấy mụn trên mặt tôi không? Bị cả hai bê luôn này. Đây rồi, người chủ này thích cặp đôi hắc bạch vô thường. Tụi nó khá lười đi dạo mà cứ rúi vào ngửi mấy cái bụi cây và cả trà đi xuống. Tại sao tụi nó cứ thích hít cỏ Mỹ thế nhỉ? Hãy tiếp tục đi đi, đừng phân tâm tới con chó kìa. Hoàn thành đơn đầu tiên được 17,5 đô. Tiếp tục di chuyển tới nhà mới. Đơn này ta phải dắt chó lên tới 1 tiếng cơ. Vậy là có vẻ sẽ đủ tiền mua vé máy bay. Cô chó này hơi bị nữ tính đấy nha. Cô ta là Eva. Độ hóng của cô thì cũng cao lắm. Đấy, chạy thêm chút slow motion như điện ảnh. Trong đó có phân cảnh trực vô một con sóc. Xong đơn này ta được 19,45 đô la cho 1 tiếng đi dạo với Eva. Và tới đây giây phút này các bạn vẫn còn đang xem thì sẽ là một tin cực sốc cho những người fan hâm mộ của Ryan. Một YouTuber tên Dylan đã chạy xe 3 tiếng đồng hồ để săn đuổi Ryan. Cậu ta bắt gặp Ryan khi đang đạp xe đi ăn trưa để dắt chó đi dạo tiếp. Mục đích là để hạ gục Ryan. Dylan đã donate 50.000 đô la và yêu cầu reset tiền ngay lập tức. 138 đô la vừa kiếm được xong còn chưa kịp ăn trưa, sáng thì phải nhịn uống mỗi ly cà phê. Buộc phải về lại một xu ngay lập tức. Đây này các bạn, một vali tiền, bởi vậy có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Nhân tiện, cậu ta bán lại cho tôi bộ đồ này với giá 1 xu. Tiền trả về không đồng tròn chính. Chán không thèm tả luôn. Ta còn lại 20 đô trong thẻ quà tặng. Ăn lấy sức để lên kế hoạch tiếp chứ biết sao bây giờ. Phần này tạm thời tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã dõi theo.